Hello, lại là Thịnh Bến Tre, gửi lời chào đến bà con, lời chúc sức khỏe. Trước mắt em mình là xe Segato, siêu đẹp, siêu lướt, siêu sang luôn. Chạy 80.000, đời 2016, mẫu 2017. Cảm biến đầu, cảm biến đích, xe cực kỳ đẹp và mới, nguyên zin không lỗi nhỏ. Zin từ trong ra tới ngoài luôn. Ga tự động cruise control nè, cảm biến đầu đích, ABS, tú khí, 4 mâm vỏ đẹp nè anh chị. Phơm dán dòng này thì khỏi phải chê, anh em về chỉ việc lên xe là đi thôi. Cảm biến đầu, cảm biến đích hết rồi. Đó, sơn si rất là mới nè, gầm bể ken xi men. Cái gầm như một chiếc xe mới vậy. Nói chung là cái bô anh em nhìn là biết đó nè. Chiếc xe mới sao nó vậy anh chị? Không khác gì xe cũ. Ủa lộn, không khác gì xe mới. Túp lô túp lê rất là đẹp nè anh chị. Đúng xe cộp gia đình, không taxi, không dịch vụ và không một lỗi nhỏ. Có ghế tì tay, có hai dàn lạnh, có ABS, có tú khí. Đó, bát cửa còn sáng giới luôn, chủ nhân kỹ ha. Dán cái miếng mũ này luôn nè anh chị. Dán miếng mũ kỹ ha. Sợ bị chày đá văng nữa. Tại thường mấy ở dưới đó bị đá nó hay văng á. Đó, mở cửa là ghế điện chạy te te luôn nè ha. Ghế điện nè, đèn bọng nhãn mát bách cửa nè. Nhớ ghế hai vị trí nè, gương chính chỉnh điện gập gương nè, túp ly túp lô anh em nhìn nè, nó như một chiếc xe mới luôn. Vô lăng cực kỳ đẹp luôn nè anh chị, thấy không? Ở ga tự động nữa nè, có chức năng ga tự động cruise control, chạy 86.000, nút đề. Quá đẹp, quá chất lượng luôn. Đó, số là số tự động luôn nè anh chị, thấy không? Đó, quá đẹp, cửa sổ trời luôn nè anh chị, thấy không? Đó, ghế là ghế điện nữa nè, thấy không? Quá đã đúng không? Nguyên dàn ghế mới tinh anh chị. À, ghế quá đẹp luôn rồi. Nè, nút mở cốp nè. Cái miếng này dán của ngày xì nhà sản xuất tới giờ luôn, người ta kỹ người ta để. Chủ nhân kỹ ghê chứ. Kỹ chết máy rồi cũng phải bán xe thôi. Nói vậy anh chủ xe thấy anh buồn lắm. Gương chống chói luôn nè anh chị. Xài gạch bi dưới nè, điều hòa auto nè ha. Đó. Chế độ chạy nè, anh em bật chế độ chạy, chế độ thường và chế độ sport nè anh chị. Nó có hai chế độ ha. Đó, chế độ thường và chế độ sport nữa nè. Đó, để nghe xe xíu có xe kia rồi. Camera gear hành trình này đầy đủ luôn anh chị. Nói chung là chiếc xe này còn rất là đẹp anh chị nha. Đó. Về anh chị chỉ việc lên xe là chạy thôi, lấy số vô lăng nữa nè anh chị ha. Đó. Quá đã, cửa sổ trời nữa nè, xe nhanh gương nè, quá đẹp, mâm lớp vỏ mới tinh vậy cui luôn nè. Ở trong nè anh chị nhìn nè, nó mới nè. Nói chung chiếc xe này là cực kỳ đẹp anh chị, đèn bi led, đèn led auto nè, đầy đủ hết rồi, bản full cao cấp. Máy gầm số cực kỳ mà ngon luôn anh chị, xe zin nguyên bản, tem bọng nhãn mát đầy đủ nè, zin tới nắp cò chưa mở luôn nè, ốc sáng giới luôn nè, tem cái chân phục nè, đó anh chị ha, đó, quá đẹp, nói chung là như mới vậy, ốc capo trước, capo sau là chưa mở luôn nè. Xe chạy 80.000 hiện khỏi còn mở nắp cò cho anh chị mình xem chỉ mất công ha. Động cơ máy 1.6 phun xăng 100 cây chạy tầm khoảng 7-6-7 lít thôi nè. Xi nhan gương thế nào? Để em coi đồng hồ nó báo chặn 100 cây bao nhiêu lít nha. Mo đâu rồi ta? Ở này bấm làm sao để nó hiện ra đi? Để đóng cái cửa lại. Anh em đợi tí nha. Giờ xe quá nó chịu khi cũng không gần. Bấm lúc nào ta? Anh em đợi tí này, đèn màn hình lên xuống ở đây báo không báo nè. Chạy 6.3 anh chị, 100 cây chạy xo 100 cây số này chạy 6.3 ha. Đó, chạy 6.3 thôi, quá tiết kiệm xăng. Thắng tay như một chiếc xe mới luôn nè anh chị, không? Xe này anh chị không mua đợi gì nữa, như một chiếc xe mới mà. Giá thì nó sẽ không bao giờ rẻ hơn so với xe dập được. Những xe dập xe có chạy dịch vụ taxi 350 là có đầy, xe cộp 39-400 nhưng em bán cho anh em mình là 385. Zin nguyên con chạy 80.000, xe mới sao vậy, gầm bệ 7 màu, ốc tán sáng giới nè. Như mới vậy đó anh chị ha, quá đẹp luôn anh chị ha. Sùng chỉ keo chỉ ở trong này anh em nhìn nè. Nói chung là mới sao vậy, thì anh em nào thích cái mẫu này thì nhấc máy alo em Thịnh mình. Để cho anh chị em mình chỉ có bao nhiêu tiền đâu phải không, ở 385 thôi. Anh chị nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo. Chúc anh chị em mình nhiều sức khỏe. Anh chị nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video nha. Em cảm ơn nhiều ạ.